Trầm, ngôi chùa cổ và tâm linh của người dân xứ Đoài. Chùa Trầm tọa lạc ở núi Trầm, hay còn gọi là Tử Trầm Sơn, thuộc địa phận xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Địa thế chùa rất đẹp với các núi to nhỏ bao quanh. Chùa Trầm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, nhưng lại mang hơi thở tâm linh thanh tĩnh, cách biệt với sự ồn ào của thủ đô. Đến với chùa Trầm là đến với một nơi có phong cảnh non nước hữu tình, đẹp như một bức tranh thủy mặc, với bóng núi ôm sông, các con đường nhỏ uốn lượn, hàng cây cổ thụ xanh mát vi vu đón gió. Chùa Trầm được xây dựng vào thế kỷ 16, năm Cảnh Trị thứ 7, 1669. Ngôi chùa mang tên gọi của một ngọn núi nơi nó dựa vào, Tử Trầm Sơn. Xưa kia, nơi đây là hành cung của vua Lê, chúa Trịnh, với lợi thế khung cảnh yên tĩnh, thanh tịnh của sông đáy, núi Trầm. Chùa Trầm được coi là một trong bốn ngôi chùa thiêng thuộc hàng tứ đại danh thắng của xứ Đoài. Bên cạnh các chùa, chùa Trăm Gian, chùa Thầy, chùa Tây Phương, ngôi chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa tâm linh đặc trưng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Chùa Trầm tuy nhỏ nhưng lại mang vẻ đẹp cổ kính, thâm nghiêm, với thuế tọa sơn quan thủy, lưng dựa núi, trước mặt nhìn ra hồ sen bát ngát, xung quanh được bao bọc bởi những tán cây rừng dày đặc, xanh mát. Cổng chùa Trầm dẫn thẳng vào một sân gạch rộng, nhúm vẻ u tịch dưới bóng núi và tán lá của các cây cổ thụ. Tòa Tam Bảo được xây dựng theo hình chữ đinh ở mé trái sân. Tiền đường rộng 5 gian, bên trong thượng điện bài trí trang nghiêm, hệ thống Phật khá đầy đủ, sinh động. Hông chùa dựa vào vách núi, cũng như nhà bia, tháp mộ và ngôi miếu nhỏ trước tiền đường. Phía sau là nhà tổ, trai phòng và sân hậu. Núi Tử Trầm có chùa hang được xây dựng trong động Long Tiên dưới chân Tử Trầm Sơn, với ban thờ Phật, những pho tượng Phật, tiên hộ pháp bằng đá, văn bia khắc trên vách đá, các nhũ đá với hình dạng phong phú đa dạng như chim đá, hoa sen đá, trống đá, khánh đá, rất sinh động. Nơi đây còn được lưu trữ khoảng 20 bài văn thơ cổ khắc trên vách đá, khánh đá, chuông đồng, ca ngợi cảnh đẹp của núi Tử Trầm qua các thời đại. Trong động Long Tiên có đường lên đỉnh núi gọi là đường lên trời, và đường xuống hang sâu gọi là đường xuống âm phủ. Đứng trên đỉnh núi Trầm có thể thấy toàn cảnh làng quê Thanh Bình, dưới các danh thắng kể như chùa Vô Vi, chùa Trăm Gia. Bước chân lên đỉnh Tử Trầm Sơn, du khách có thể thu hết vào tầm mắt cuộc sống khá nhộn nhịp ở dưới chân núi, những làng mạc, những con sông, những nhà lá. Núi Trầm, chùa Trầm là một điểm quan trọng trên bản đồ du lịch của Hà Nội, một địa chỉ văn hóa lịch sử, thu hút rất nhiều du khách khắp nơi gần xa. Đến với lễ hội chùa Trầm được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 âm lịch hàng năm, người dân đến đây để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho cuộc sống an lành, thịnh vượng. Hội chùa Trầm mang đậm nét văn hóa dân tộc, với những trò chơi dân gian, đu tre, rối nước, cờ tướng, leo cột mỡ, đánh vật và trọi gà. Mời các bạn cùng tham quan chùa Trầm thuộc với ký sự di sản UNESCO.